Rồi, cô chào bạn Hiệp nhá. Ồ, chào anh Phạm này. Ồ, Nguyễn Kim Cương à? Chào Thành Long. Các bạn like và share về tường nha. Hôm nay cô sẽ like về dạng toán, giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình và phương trình nhá. Rồi, chào Ngọc Thảo, chào Tú Dương Văn. Trong phần này thì có vẻ sẽ không quét hết dạng, nhưng mà các bạn có vấn đề thắc mắc gì với các dạng thì các bạn có thể hỏi. Gõ thì hơi lâu một chút, nhưng mà nếu mà đã thắc mắc thì hãy hỏi nhá. Rồi, chào Vi Hoàng Sinh này, chào Quốc Anh. Vô muộn mất 30 giây, canh giờ chứ. Rồi, chào Đỗ Thảo. Like và share về tường nhá. Tuần này thì cô sẽ like vào thứ 2, 4, 6 chủ nhật, nói chung bằng chẵn nhá. Vào lúc 20 giờ, đây này. Vào lúc 20 giờ tuần này nhớ chưa. Rồi, chào Trà My. Cái gì nhỉ? Link đề sẽ ở phía trên nhá. Các bạn ấn xem tiếp rồi xem link đề luôn giúp cô nha. Link đề là để liền luôn cái này. Có tí nữa cô like thì cô lại like cái phần có bảng sẵn rồi. Được chưa? Hôm nay đề sẽ là chế một chút thôi. Ngồi rảnh quá chế tí. Bắt đầu like nhá. Đây, cô sẽ like cái này. Còn đề thì các bạn có thể xem ở trước. Sao lại đau quá. Đây là ngồi nhà ăn gì à? Rồi, cho Trần Lê. Tăng bạn mình vào đó rồi. Bạn bè đâu rồi, tăng hết vào chứ. Phải đoàn kết anh em, giờ dịch phải đoàn kết lên chứ. Tiếp nào. Ví dụ số 1 nhá, bắt đầu nhá. Được chưa? Rồi, chào Hoàng Yến Bùi. Ví dụ đầu tiên này, cô sẽ đọc đề cho các bạn nhé. Bạn đặt Hà Sinh cần vũ phải không? Bạn nào không thích nhìn ở trên phần đề ở trên này, chữ nó sẽ có hơi nhỏ một chút xíu thì có thể nhìn ở phần trên nhá. Được chưa? Rồi, chào Minh Chiết. Nào, đọc đề bài ví dụ 1 này, bài 1 này. Bạn Minh được cô giao 72 bài toán trong một thời gian nhất định. Mệt phết đấy, 72 bài. Nhưng do được nghỉ thêm nên cô đã giao thêm 8 bài toán nữa. Được chưa? Đấy, ai bắt nghỉ thêm. Mặc dù mỗi ngày bạn Minh đã làm thêm 1 bài so với dự kiến, nhưng thời gian hoàn thành bài tập vẫn chậm hơn so với dự định là 4 giờ 48 phút. Được chưa?
Đấy, cố lên. Đáng lẽ phải mỗi ngày phải hoàn thành hai bài thì có phải sớm hơn phần mình dự định không? Đúng không? Rồi, chào Thu Mẫn. Chào Bùi Chí Dũng. Chơi đi này sẽ... Rồi, tính số bài dự kiến làm trong một ngày của bạn Minh. Đấy, nghĩa là mỗi ngày thì bạn ấy sẽ dự định làm bao nhiêu bài, được chưa? Biết mỗi ngày bạn làm không quá 20 bài. Đấy, tại sao lại có dự kiện 20 bài này? Có thể là trong quá trình giải phương trình, được chưa? Mình ra hai đáp án, một đáp án là dưới 20 và một đáp án là trên 20. Thì mình phải lấy cái đáp án dưới 20, được chưa nào? Nếu mà trong trường hợp là gì? Bình thường mình giải một cái ra âm, một cái ra dương thì mình không nói rồi. Tất nhiên mình phải lấy cái dương rồi đúng không? Rồi, bài này lạ quá. Bài này là giao dịch cố chế vào đấy. Hôm nay không thấy bạn Tú đấy, bạn Tú đây. Rồi, chào bạn Trần Văn, Khuôn Trần Văn đó. Khương à hay Khuôn? Rồi, chào Phượng. Nào, bây giờ sẽ viết như nào? Mỗi ngày bao nhiêu bài, một ngày bao nhiêu bài thì là dạng gì? Năng suất, đúng chưa? Trong đó N chính là năng suất này. Được chưa? Các bạn chú ý này, người ta cho một ngày, được chưa? Hay là mỗi ngày thì đơn vị của thời gian của các bạn ở đây sẽ là gì? Ngày nhá, được chưa? Được chưa? Còn nếu hỏi mỗi giờ thì đơn vị của mình sẽ quy đổi về giờ. Mình thống nhất như vậy cho cô được chưa nào? Để không bị nhầm lẫn giữa đơn vị, được chưa? Rồi, chào bạn Thùy. Phạm Minh Quang, ok. Đây là gì? Thời gian. Và đây là khối lượng công việc. Hay nói cách khác là số bài cần làm, được chưa? Cần làm. Tổng số bài cần làm, ok chưa? Đấy. Và trong cái phần này thì các bạn nhớ là gì? Công thức vẫn như cũ. Năng suất phải gì? Nhân thời gian bằng khối lượng công việc tổng số bài cần làm, được chưa? Chào Ngô Thanh Trà. Rồi, chào Ngô Thanh Trà. Cô ở đâu vậy cô? Cô ở đang ở Hà Nội, vẫn đang nghỉ dịch. Rồi, chào Thương Thanh. Bạn nào đang ở phần xem chung có thể vào luôn trong này nhá. Vậy bây giờ mình sẽ là gì? Dự kiến, đúng chưa? Dự kiến hay nói cách khác là gì? Dự định. Đấy, dự định. Và thực tế. Trong đầu em nghĩ là gì? Em được nghỉ một tuần cơ. Thế là gì? Em phải chơi tầm mấy ngày nhỉ? Cô giao cho em tầm 3-4 cái đề. Em chơi tầm hết gì? Mỗi 4 cái đề làm ngay là xong. Thôi thứ 7 làm nhỉ? Chơi hết mấy ngày còn lại luôn. Chơi từ thứ 2 đến thứ 6. Đấy. Thế là toang rồi. Này, muộn hơn dự kiến. Đây là đơn giản là muộn hơn bao nhiêu? 4:48. Nhưng mà gì? Thực tế có phải vậy không? Nếu có bài tập hoàn thành trước giúp cô, được chưa nào? Không có gì phải sợ cả. Hoàn thành trước, có bài nào khó có đi hỏi chứ. Nhưng mà trước khi hỏi phải nghĩ nhá. Nghĩ, cố gắng nghĩ ra. Nghĩ hôm nay không được, nghĩ ngày mai đã, được chưa? Chứ đừng có hỏi vội. Mình phải thử sức mình với những bài khó. Rồi, Trang Ngọc Thảo, hướng tiếp. Đấy, bây giờ quay trở lại bài toán của mình nhá. Ở đây là gì nhỉ? Dự định. Câu hỏi, hỏi gì? Mình gọi cái đấy là ẩn, được chưa? Người ta hỏi gì đây? Tính số bài dự kiến làm trong một ngày của bạn Minh, nghĩa là gì? Năng suất. Đấy, ui dồi, ai đã được chơi đâu cô? Thật không? Nhớ nhá, Thùy Linh nhá. Trời ơi. Rồi, chào Lan. Thành phố Hồ Chí Minh nghỉ hết tháng 2. Đấy, thấy chưa? Nghỉ mà. Đấy, bây giờ bạn nào nào? Tự tin nào, khẳng định nào? Mình học suốt từ hôm gì trước đến giờ. Đấy mới là vấn đề đúng không? Nếu mà trong quá trình hiện giờ là đang ôn thi thì sẽ đang đi học rồi. Nhưng mà nhiều bạn sẽ là gì? Mà chơi lắm. Rồi, chào Thư Tô. Đây này, Cần Thơ nghỉ hết tháng 2 luôn này. Còn nước nào luôn? Còn chỗ nào nữa không? Cả nước luôn. Ai mà thế, Tú Dương bạn. Trịnh Thanh Thảo, rồi chào em. Chưa có lịch, chưa khẳng định nha. Được chưa? Chưa có lịch, chưa khẳng định. Em không được chơi đấy, nhớ chưa?
phải khẳng định một điều là gì? Mình đã học, đúng không? Quảng Nam nghỉ học, đấy, đấy, đấy. Bao nhiêu, Bắc Ninh cũng đấy nè. Rồi ôi. Chúng nó, bây giờ chính xác chưa? Đấy, chính vì vậy là cô với cô Thúy với cả cô Hà đang đồng hành cùng các em trong buổi live nhá. Các buổi live, các bạn hãy share lịch về. Được chưa? Chị Tình sẽ tóm tắt, sẽ làm một cái bảng lịch để thông báo lên các em tại 2K5 ôn thi và ôn thi 9 và 10 chắc chắn đỗ. Được chưa nào? Đấy. Nên là mình hãy cố gắng sáng, chiều dành thời gian ra học đi. Bây giờ có thể là gì? Chưa làm được toàn bộ đề thi bởi vì chưa học hết chương trình, nhưng mình có thể làm được một phần nào đó rồi, đúng chưa? Dành thời gian ra làm cái phần trên trước đi, không việc gì phải sợ gì cả. Khi mà làm thì các bạn nên, ví dụ bạn nào ở Bắc Ninh, lấy đề Bắc Ninh năm ngoái, năm kia, 4 năm trở lại đây làm được hết, được chưa? Đấy. Đấy, Nghệ An nghỉ đây này. Nói chuyện 2 phút nữa đi cô. Sao phải canh 2 phút? Bây giờ là 8 giờ 12 phút, tại sao phải canh 2 phút nhỉ? Cô cho đề đi. Cô cho đề rồi. Bạn nào vừa vào chưa thấy đề đúng không? Ở ngay cái phần có chữ nó chạy ở trên đấy, các bạn ấn vào xem tiếp đi, rồi sẽ có đề ngay ở trên đấy đấy. Được chưa? Tuần sau có lịch live mới hả cô? Đúng rồi, tuần sau thì cô sẽ đây. Các bạn chú ý này, cô chỉnh luôn lịch ở trên này rồi. Đây, lịch học thứ hai, thứ tư, chủ nhật lúc 20 giờ. Được chưa? Cô sẽ live vào những ngày chẵn cho các bạn. Còn cô Thúy và cô Hà thì nói chung là các bạn live bet và inbox có cái cô trong đấy có cái gì? Live bet thì sẽ có gì? Có cái bảng chị Tình sẽ thông báo cho các bạn nhá, lịch live của các cô như thế nào. Được chưa? Đấy. Nên là không việc gì phải sợ cả. Chủ nhật là thứ 8 cô cũng định ghi như thế đấy. Nhưng mà thôi. Đấy, mình là phải tém tém lại. Mình like cả ngày á? Không. Like từ 20 giờ thôi. Like từ 20 giờ xong đến bao nhiêu giờ thì tùy vào độ tốc độ hôm đấy chữa bài như thế nào, số lượng bài đã có gì. Số lượng bài đã có sẵn rồi. Ví dụ hôm nay cô đang chữa gì cho các bạn là 4 ví dụ. Hôm nay cô sẽ chữa cho các bạn là 4 ví dụ nhá. Còn còn gì nhỉ? Đấy, nên là tốc độ bài là dựa vào là mình đang 4 ví dụ là chắc chắn sẽ chữa hết, đúng không? Nhưng mà mình đang buồn hơi nhiều đấy. rep inbox em đi cô. Ok Thùy Linh, nhưng mà bây giờ đang live. Bà Đức đấy nhá, vào muộn là may là mới chỉ đang phân tích rồi đấy. Mới đang phân tích thôi. Thứ tư học thêm tới 21:15. Em có thể gì? Cô không ẩn like giống các thầy cô, cô không ẩn like nhá. Nên là các bạn có thể gì? Xem lại ngay trong đây. 2K5 môn thi và 10 chắc chắn đỗ. Được chưa? Nhưng mà tốt hơn thì là các bạn nên share về tường thì các bạn sẽ tìm lại dễ hơn, bởi vì trong base thì sẽ đăng rất nhiều thứ, đúng không? Đấy, đăng rất là nhiều thứ luôn. Nào, bây giờ tiếp tục nhá. Dự định gọi cái gì nhỉ? Bây giờ chưa có bảng, mình đang trống đúng không? Trống 6 ô cơ. Đấy. Sao cô có thể giảm lại? Cô có thể giảm lại được không ạ? Đọc đề thôi. Cô đang gạch chân các cái đề này. Được chưa? Và khi mà người ta cho gì, các em đọc được gì? Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi nhá, mỗi ngày, mỗi giờ thì là bài toán liên quan đến năng suất giúp cô. Đấy, năng suất. Thì mình sẽ có năng suất thì được ký hiệu là N. Và công thức ở đây là N nhân T sẽ bằng A. Trong đó N là năng suất rồi, T là thời gian, và A chính là khối lượng công việc và số bài cần làm. Ok chưa? Đấy. Còn ở đây thì cô sẽ chia ra làm dự định và thực tế nha. Rồi. Đúng rồi, vào chỗ video là ra. Thế là nhanh hơn đúng không? Tống tiền, ok. Tiếp tục nào. Về phần năng suất, bây giờ mình gọi nha. Người ta hỏi gì thì mình gọi cái đấy làm ẩn. Tính số bài dự kiến làm trong một ngày của bạn Minh. Được chưa? Số bài làm trong một ngày của bạn Minh tức là gì? Là người ta đang hỏi em là năng suất. Nghĩa là mỗi ngày bạn Minh làm được bao nhiêu bài toán. Được chưa?
Đấy, vậy mình gọi năng suất là x đúng chưa? Nhưng mà bây giờ gọi gì? Cái trên hay cái dưới thì mình lại phải dựa vào gì? Số bài dự kiến. Dự kiến hay là kế hoạch hay là dự định thì nó chính là gì? Một, được chưa? Đây. Đây là cái bạn ấy đang nghĩ trong đầu. Là một ngày bạn ấy làm được 12 bài chẳng hạn, hoặc là một ngày bạn làm được 19 bài chẳng hạn, không quá 20 mà, đúng không? Đấy. Năng suất là cái, ví dụ một ngày cô đề ra cho cô là một ngày cô hoàn thành được 20 bài toán, được chưa? Đấy, ok. Rồi, tiếp. Rồi, chào bác sĩ Hun, chào Vương Danh. Vậy bây giờ tiếp tục xử lý tiếp nào. Sau khi mình đặt được ẩn rồi đúng không? Mình quay trở về đề bài nhá. Các bạn quay trở về đề bài này. Phân tích từ đầu. Nhìn những cái con số và mình viết vào đây nhá. Mình viết các con số như thế nào. Đó. Bạn Minh được cô giao 72 bài toán trong một thời gian nhất định. Ồ, nghĩa là cô giao cho bạn ấy 72 bài trong thời gian dự định. Đây, dự định là 72. Được chưa? Khớp không? Đúng cột dự định nhá. Cô giao cho bạn ấy 72 bài toán này chính là khối lượng công việc mà bạn cần làm. Được chưa? Nhưng do được nghỉ thêm nên cô giao thêm 8 bài nữa cơ. Đấy, nhớ chưa? Vậy thực tế cô giao bao nhiêu bài? Không chỉ 72 bài này mà còn thêm 8 bài nữa, nghĩa là cô đang giao 72 cộng với 8 bằng 80 bài. Được chưa? Ok rồi. Mình chiết lắc quá à. Còn bạn nào lắc nữa không? Nhiều bạn lắc không? Tiếp tục này. Mặc dù mỗi ngày bạn Minh đã làm thêm một bài so với dự kiến. À, một. Mặc dù mỗi ngày, nghĩa là mỗi ngày là liên quan đến gì? Năng suất, được chưa? Bạn Minh đã làm thêm một bài so với dự kiến. Đấy, nghĩa là dự kiến bạn làm bao nhiêu? Nhìn vào cột năng suất nào. Dự kiến bạn làm x bài, được chưa? Nhưng mà thực tế thì bạn làm thêm được một bài, nhiều thế, thêm hai bài luôn nhỉ? Trong một bài xong bạn đi chơi đấy. Trần Phương An cũng lag à? Ô, nhiều bạn lag không? Vivo có thể xem lại các buổi live ở trong phần video của cái này đấy. Theo bạn gì vừa nói nhỉ? Là có đấy, có đấy. Đấy. Rồi các bạn bảo bạn hộ cô nhá. Rồi Ngọc Thảo chính xác x cộng 1. Tiếp này. Bạn nào comment được gì nhỉ? Comment được cái gì nhỉ? Cái phần phương trình trước cô không? Không lag, ok. Bác sĩ Hun x cộng 1 chính xác. Xong rồi đúng không? Còn một cột. Moi đâu bây giờ? Còn đâu nữa? Công thức năng suất nhân thời gian bằng A. Đấy, sau khi các bạn biết hai cột rồi, đừng hoang mang là cột còn lại ở đâu. Ở chính cái công thức này, được chưa? Năng suất nhân thời gian bằng khối lượng công việc. Đấy, N nhân T bằng A. Vậy T được tính theo công thức gì? A chia N, được chưa? T sẽ bằng A chia N. Vậy áp thôi. 72 chia X, đừng có viết chia nhá. Ghi phân số giúp cô. Viết chia xấu lắm, được chưa? Tiếp tục nào. 80 chia x cộng 1. Full bảng nhỉ? Rồi. Full HD luôn, mochi mochi. Chính xác, 72 chia x. Trường Giang, 72 chia x bằng 80 chia x cộng 1 phải không cô? Còn bạn nào nữa không nào? Ra chỗ thoáng xíu. A chia N rồi, ok. Chính xác Ngọc Thảo. Trường Giang là 72, nghĩa là bạn Trường Giang đang lấy gì? Thời gian của dự định và thời gian của thực tế bằng nhau đúng không? Nhìn chút nhá. Nhìn câu này này, Trường Giang giúp cô và các bạn giúp cô nhìn câu này này. Nhưng thời gian hoàn thành bài tập vẫn chậm hơn so với dự định. Chưa quan tâm giờ. Thời gian hoàn thành bài tập chậm hơn so với dự định, đúng chưa? Ví dụ, cô định làm bài tập trong vòng 7 ngày là xong. Nhưng cô hoàn thành chậm hơn 4 giờ 48 phút, đúng chưa? Đấy, chính xác. Thế cái dự kiện đấy vứt đi đâu, chính xác. Được chưa? Nên là gì? Chậm hơn tức là cái thời gian thực tế của cô bị kéo dài hơn. Ví dụ,
Cô định làm trong 6 ngày là xong, nhưng mà cô hoàn thành chậm hơn 1 ngày, nghĩa là 7 ngày cô mới xong, đúng chưa? Đấy, vậy cái thời gian thực tế mình đang bị kéo dài hơn, mình lên là cái thời gian này nó bị lớn hơn, được chưa? Cái sự đây là 4 giờ 48 phút này, cái này là cái chênh lệch, được chưa? Vậy là 80 trên x cộng 1, cái lớn hơn này, trừ cái nhỏ hơn là 72 trên x, sẽ bằng cái chênh lệch là bao nhiêu? 4 giờ 48 phút. Và cái này giúp cô đổi sang gì? Ngày nhá, mỗi ngày. Ok chưa? Đăng ly này, 72 trên x trừ 40 giờ 4 giờ 48 phút. Đấy, đang có sự sai ở chỗ này. Đang có sự sai ở chỗ này nè. Cô ơi, có một câu hỏi của bạn rồi. Rồi. Cô ơi, vậy kiểu bài giải toán bằng cách lập hệ phương trình có bao nhiêu dạng ạ? Cô nói cho các bạn một chút về cái vấn đề này nhá. Là trong quá trình này các bạn có thể hỏi nếu mà các bạn không hiểu chỗ này. Có tất cả, nếu mà không chia nhỏ ra nữa thì có 7 dạng, được chưa? Và nhưng dạng chủ yếu của mình ở đây là dạng gì? Đầu tiên là bài toán về quãng đường, được chưa? Đấy, bài toán chuyển động đấy, người ta gọi là bài toán chuyển động. Và mình chia ra là chuyển động bình thường là đi thôi, còn quãng đường thôi. Còn một cái chuyển động ngược chiều nữa, khó hơn một chút so với các bạn, nhưng mà làm nhiều cũng quen thôi, đúng không? Tiếp tục này, dạng tiếp theo đây, dạng toán về năng suất. Một dạng nữa là dạng về chung riêng. Chung riêng thì các bạn thường hay gặp là gì? Hai đội công nhân cùng làm chung cho một công việc, hoặc là vòi nước chảy vào bể. Ok chưa? Hình dung ra rồi đúng không? Dạng tiếp theo là dạng liên quan đến hình học, là liên quan ví dụ hình chữ nhật. Ví dụ mình liên quan đến công thức tính diện tích hoặc tính chu vi hình chữ nhật, thì mình có thể thay đổi công thức tính chiều dài và chiều rộng, được chưa nào? Tiếp đến là dạng về số, nghĩa là cho chữ số AB đấy. Một dạng nữa là dạng về thay đổi số tuổi. Một dạng tiếp theo là dạng về phần trăm, được chưa? Phần trăm là sự kết hợp của bài toán năng suất và bài toán chung riêng nhá. Đấy, không có gì, chủ yếu là mấy dạng đấy thôi. Nào, đúng rồi, có phần trăm, chính xác. Hiền Phan, cô ơi, cô có thể nói lại bài này được không? Đấy, đúng rồi, ba dạng đầu hay vào nhá, ba dạng đầu hay vào thôi. Phần trăm thì người ta cho vào luôn, trong ghép luôn rồi đấy. Ghép luôn ở trong đấy. Mười lăm bài đúng không cô? Đâu, 15 bài đâu ấy? 15 bài ở đâu? À, 15 bài đây á. Trời ơi, 15 bài là nhỏ hơn 20 rồi đấy. Tú Dương Văn, 15 bài là nhỏ hơn 20 đấy. Bạn Tú Dương Văn đang ra 15 bài này này. Có bạn nào đồng ý không? Đấy. Vậy bây giờ nào, thử nói tóm tắt lại bài này nhá. Có bạn đang hỏi, bạn gì nhỉ? Quên rồi. Hiền đúng không? Đang hỏi bài này. Đầu tiên là gì? Người ta gọi gì làm ẩn thì mình đặt đấy là ẩn này. Số bài dự kiến làm trong một ngày của bạn Minh, đấy, thì là năng suất mỗi ngày bạn Minh làm được bao nhiêu bài, thì là x, được chưa? Tiếp đến là gì? Đọc cái bài này nguyên nhá. Bạn Minh được cô giao 72 bài toán trong một thời gian nhất định. Vậy 72 bài này là trong gì? Dự định thôi. Nhưng do được nghỉ nên cô đã giao thêm 8 bài, nghĩa là 72 cộng 8 bằng 80 bài. Thực tế là bạn làm 80 bài nhá. Mặc dù mỗi ngày bạn Minh đã làm thêm một bài so với dự kiến, được chưa? Vậy dự kiến của bạn là định làm x bài thôi, nhưng mà làm thêm một bài nữa là x cộng 1, được chưa? Và khi đấy mình chưa biết gì, chưa biết cột thời gian này, mình chỉ biết hai cột là năng suất và công việc thôi. Vậy mình áp dụng giúp cô công thức T bằng A trên N, được chưa? Sẽ là 72 trên x và 80 trên x cộng 1. Ok chưa? Tiếp tục này, cột cuối cùng mà các bạn sử dụng công thức này cũng đồng thời là cái cột mà sẽ dựa vào đấy để các bạn lập ra phương trình hoặc hệ phương trình, được chưa? Ví dụ trong đây, cột này là cột gì?
thời gian thì các bạn đi tìm giúp cô dữ kiện này. Nhưng thời gian hoàn thành bài tập vẫn chậm hơn so với dự định, được chưa? Ví dụ bạn ý định làm trong vòng 7 ngày là xong, được chưa nào? Nhưng mà bạn ý làm chậm hơn 1 ngày thì chứng tỏ là bạn làm trong mấy ngày mới xong? 8 ngày nhá. Đấy, vì vậy là cái thời gian thực tế nó bị nhiều hơn, bị dôi hơn. Đấy, vì vậy bạn lấy cái thực tế này này, cái nhiều hơn trừ đi cái ít hơn thì ra cái sự chênh lệch này. Nhưng mà ở đây nó có một cái mắc là gì? Mỗi ngày, cô đã bảo rồi, mỗi ngày thì thời gian đơn vị là gì? Ngày. Vì vậy mình phải đổi 4 giờ 48 phút về ngày. Bạn Minh siêu thật, một ngày em làm không quá 8 bài. Cũng ra 15 bài à? Úi giời, tưởng có 115 bài đâu. Có 115 bài buôn đến từ đây sáng. Từ đây sáng thật. Ok chưa? Giải thử nhá. Tiến ơi, có ý kiến gì không? Có bạn nào có ý kiến gì không? Nào, giải thử này. Được chưa? Vậy tương đương là gì đây? Mẫu số chung ở đây là, mẫu thức chung ở đây là x nhân x cộng 1 này. Được chưa? Vậy 80 thì nhân với x trừ đi 72 nhân với x cộng 1 bằng bao nhiêu đây? 4 giờ 48 phút, trước tiên là đổi sang giờ đã, là bằng bao nhiêu? 4 nè, giờ 48 phút sẽ bằng 4 cộng với 48 phần 60, được chưa? Bao nhiêu nhỉ? Ok, nhìn thấy chứ? 4 cộng 48 phần 60 bằng 24 phần 5 giờ, được chưa? Mà 1 giờ thì có bao nhiêu ngày? 1 ngày thì có bao nhiêu giờ? 24, đúng chưa? Vậy 24 phần 5 sẽ chia tiếp cho 24, được chưa? Là 1 phần 5 ngày. Đấy, vậy là 4 giờ 48 phút chỉ bằng 1 phần 5 ngày thôi nhá. Đấy, vậy đây sẽ là 1 phần 5. Ok chưa? Rồi đúng không? Đỗ Thảo biết cách đổi chưa? Đấy, rồi ok Hiền Phan, tiếp nào. Tương đương với gì? Nhân tung cái này ra nhá. 80x trừ đi đơn thức nhân đa thức này. 72x, cái này mang dấu trừ gì đây? Trừ đúng không? Trừ 72 nhân 1 âm 72. Đấy, đơn giản vậy thôi. X nhân x cộng 1 sẽ bằng 1/5, được chưa? Thu gọn tiếp vào tử chút đi. 80x trừ 72x thì còn bao nhiêu? 8x trừ 72 trên x nhân x cộng 1 bằng 1/5. Rồi, dấu gì đây? Bằng đúng không? Vậy nhân chéo giúp cô nào. 5 nhân với 8x trừ 72 sẽ bằng 1 nhân với x nhân với x cộng 1, được chưa? 1 này các bạn làm sao? Bỏ được rồi, được chưa nào? Vậy nhân tiếp vào đây thôi. 5 nhân 8 là 40x trừ 72 nhân với 5 sẽ bằng 360 bằng x bình cộng với x, được chưa nào? Vậy mình sẽ ra là gì? X bình, à chuyển vế đổi dấu nhá, sang đây này, từ đây sang đây, vế hết sang đây, trừ x bình này, 40x chuyển vế đổi dấu cộng 40x này, trừ x trừ 360 bằng 0. Vậy tóm lại của cô sẽ bằng bao nhiêu đây? Trừ x bình cộng 39x trừ 360 bằng 0, được chưa? 80 cô ơi, có thể trừ 1, 39 trừ 360, 24 và 15, được chưa? X bằng 24, xin lỗi lên đây nhá, tỏ rõ ràng, x bằng 15, đâu 24 và 15 mà, ai đây nhỉ? Linh Chi, trêu cô à? Trêu cô à? Hờ. 24 và 15, được chưa nào? Vậy mình lấy cái nào đây? Ngày bạn Minh làm không quá 20 bài, bạn ấy còn giới hạn số bọn bài bạn ấy cần làm thôi mà. Đấy chưa, em bấm một máy ra 24, một máy ra 15. Rồi ok, vậy là gì? Bạn làm không quá 20 bài thôi, thế nên mình lấy cái 15 thôi. Cứ tưởng một ngày bạn làm 24 bài, tính ra nhiều nhỉ? Được chưa? Ok chưa?
Còn bạn nào không hiểu phần này không? Âm 24, âm 15 đâu ra? Đây này, phương trình này nha. Trừ x bình cộng 39x trừ 36, 360 bằng 0, các bạn giải được mà. Đúng chưa? Tổng ở đây là bao nhiêu? 39. Tích ở đây là âm 1 nhân âm 360 là tích là 360, được chưa? Các bạn sẽ hoàn toàn tách được. Tổng là 39 và tích là 360, hoàn toàn tách được, nhớ chưa? Cô em mày tính cho nhanh hơn thôi. Thùy Linh, ok chưa? Nào, dừng 1 phút thôi nha, à dừng 30 giây nha. Bạn nào không có câu hỏi gì thì sẽ bỏ qua và sang bài mới đấy nha. Bánh gừng một ngày bạn làm 24 bài, chắc 1 giờ bạn làm được 1 bài. Đâu, em nói thế, biết đâu mỗi ngày bạn đi làm được bao nhiêu bài nhỉ? Mỗi giờ, mỗi bài bạn chỉ làm mất 30 phút thôi, 15 phút thôi được nhỉ? Em tưởng âm 24, âm 15. Đâu, dương đấy. Được chưa? Rồi, bạn nào vừa thả phẫn nộ đấy, cô vừa thấy đấy nha, bạn nào vừa thả phẫn nộ xong đấy. Không hiểu mà vừa thả phẫn nộ hả? Ví dụ số 2. Cái phân giải này á, đây á, ok, thoải mái. Chờ chút, cô lấy nháp nha. Đây, nháp đây. Đấy, mình đang giảng đến đây đúng không? Là trừ x bình, được chưa? Cộng 39x, cô viết to ra bên này đi. Trừ x bình cộng 39x trừ 360 bằng 0, đúng chưa? Đấy. Rồi, vậy mình sẽ tương đương với gì? X bình trừ 39x cộng 360 bằng 0, đúng không? Nhân cả hai vế với dấu âm. Đấy. Tiếp tục thì mình sẽ có gì? Tổng ở đây là bao nhiêu? Âm 39. Và tích của mình ở đây là 360. Tổng chính là âm 39, đây là B đây này, được chưa? Tích ở đây là 1 nhân với 360 là 360, được chưa nào? Thả phẫn nộ cho vui. Tiếp nhá, phẫn nộ vui gì? Vậy ở đây là gì? Ừ. Bây giờ các bạn tìm giúp cô hai số nào mà tổng là âm 39 và tích là 360. Đấy, ví dụ âm 24 và âm 15. Thỏa mãn không? Cô lấy gì? Âm 24 cộng âm 15 thì có phải là ra âm 39 không? Đúng, tổng âm 39. Âm 24 và nhân với âm 15 thì có phải là ra 360 không? Đúng chưa? Vậy cái ở giữa này nè, cái này sẽ được tách thành trừ 24x trừ 15x cộng 360 bằng 0. Được chưa? Em chỉ nhập máy tính thôi đấy, nhưng mà nhiều bạn muốn cô giải nên là thôi cô sẵn sàng nhá. X, được chưa? Ra ngoài trong ngoặc con x trừ 24. Ở đây sẽ là âm 15 ra ngoài. Trong ngoặc còn gì? Âm 15x bỏ 15 thì còn x này. Cái này 360 bỏ trừ 15, nhớ chưa? Thì còn trừ 24 bằng 0. Được chưa? Vậy tương đương với gì? X trừ 24 ra ngoài. Trong ngoặc còn x trừ 15 bằng 0. Vậy ở đây mình có mấy trường hợp? 2. X bằng 24 và x bằng 15. Tắt tí. X trừ 24 bằng 0, x trừ 15 bằng 0, được chưa? Đấy. Ổn chưa? Cái này loại nhá, cái này thỏa mãn này. Vậy mỗi ngày bạn Minh làm được 15 bài. Giải bằng delta chắc các bạn quen cô ạ. Bánh gừng không phải giải, không phải sẵn tiện giải luôn đâu. Các bạn sẽ làm gì đấy? Loạn đấy, bởi vì nhiều bạn chưa học, nhớ chưa? Nên là cô sẽ chỉ cách bạn máy tính trước thôi. Đó là các bạn dùng mode này, được chưa? Ấn 5 giúp cô này. Tìm cái phương trình này,
AX bình cộng BX cộng C bằng 0 này này. Được chưa? Thì ở đây cô sẽ ấn số 1. Và ra phương trình ấn. Vậy tương ứng là gì? A. A ở đây là mấy? 1, đúng chưa? X bình thì A là 1. Trừ 39X thì B nguyên cái dấu vào nhá. Cô vẫn ấn là âm 39. Được chưa? Tiếp tục C ở đây là 360, dương 360. Được chưa? Sau khi ấn số 360 rồi thì các bạn ấn giúp cô dấu bằng. Tương tự các cái trên, được chưa nào? Và sau đó ấn dấu bằng thôi. Đây, X1 là nghiệm thứ nhất của mình bằng 24. Và ấn tiếp dấu bằng nghiệm thứ hai của mình ra 15. Hết rồi. Thế em dạy trước đen tà rồi thoải mái. Máy tính màu xanh nhìn xịn hơn màu hồng. Cô dùng màu ghi nữa cơ. Ok chưa? Hiểu hết rồi đúng không? Chỉ là thắc mắc cái phần giải phương trình thôi. Đấy. Thì đây là phần giải phương trình theo cách lớp 8. Còn lớp 9 mình sẽ được học ngay vài buổi nữa đi học thôi. Gặp thầy nhập cô là biết luôn nhở. Các thầy sẽ giảng luôn. Không bỏ được. Phần lý không bỏ được đâu nhá. Phần lý liên quan đến kỳ thi vào 10 đấy. Có máy ấn 153U đấy, nên cô chỉ hướng dẫn là giới thiệu vào máy này và ấn giúp cô vào phương trình AX bình cộng BX cộng C bằng 0. Được chưa? Các bạn giúp cô là ấn 15 này. Có ấn 153 luôn đấy, Hoàng Linh ạ. Ấn 153 giúp cô nhé. Tìm phương trình AX bình cộng BX cộng C bằng 0. Được chưa? Bạn nào tìm không thấy chạy ngay ra hỏi anh hỏi chị. Nhớ chưa? Cái này ăn thạ. Sang ví dụ số 2 nhá. Đây, ví dụ sau khi chế 3 cái ví dụ, 4 cái ví dụ cơ. Còn một ví dụ nữa về cô Thúy. Cô Thúy. Và một cái ví dụ nữa về cô Hà. Cô Hà dạy hóa nha. Đoạn đường đẹp cô đi vận tốc 60 à? Đoạn đường xấu cô đi vận tốc 30. Đây. Đường đẹp. Cú Dương Văn đã ra là 60 km/h. Và đường xấu ra là 30 km/h. Hoàng Thị Linh. Có bài à? Tại vì mấy hôm nay cô đang bận. Được chưa? Tiếp nhá. Hôm qua cô không like được mà. Ví dụ số 2 này. Cô đi ô tô quãng đường trong giấy thôi, thực tế đi xe máy đấy. Thôi, khi nào đi Căng Hải được. Cô đi ô tô với quãng đường AC dài 180 km, được chưa nào? Gồm đoạn đường nhựa từ nhựa AB, nghĩa là đây chia ra làm hai đoạn AB và đoạn đường đá BC. Biết thời gian cô đi trên đoạn đường nhựa là 2 giờ 15 phút. Còn thời gian cô đi trên đoạn đường đá là 1 giờ 30 phút. Vận tốc cô đi trên đoạn đường nhựa sẽ lớn hơn trên đường đá. Tất nhiên rồi, bởi vì đường nhựa phẳng, đường đá làm sao gập ghềnh. Đấy, lấy đâu ra học sinh. Bữa nào cô dạy S và B đi cô. Sẽ sắp xếp nha. Tiếp nào. Vận tốc đâu hỏi chứ. Tính vận tốc của cô đi trên mỗi đoạn đường. Đây thì bạn Tú Dương Văn. Tú Dương Văn đã ra là 60 km/h và 30 km/h. Xem các bạn khác có giống vậy không nhá. Bạn nào mà chưa ra phương trình thì có thể theo dõi này. Cô phân tích đề, cách phân tích đề và cách làm bài về quãng đường, về chuyển động, được chưa? Đấy, bài này hay gặp nên sau đó thì cô sẽ có thêm một ví dụ nữa về ví dụ số 3 về quãng đường. Ở đây là gì? Vận tốc, thời gian và quãng đường thì vẫn là công thức vận tốc nhân thời gian bằng quãng đường. Đấy, giống vừa nãy không? Hai cái đầu nhân bằng quãng đường, được chưa? Đấy, tiếp nào. Vậy chia ra làm gì? Cái đoạn này chia ra làm gì? Cái đoạn AC này này chia ra làm AB và BC, đúng chưa? Vậy các bạn nhìn giúp cô này. AB và BC.
Được chưa? Người ta hỏi gì? Tính vận tốc của cô đi trên mỗi đoạn đường. Ồ, thế phải gọi luôn. Vận tốc cô đi trên đoạn đường thứ nhất là x, còn vận tốc cô đi trên đoạn đường thứ hai là y. Ok chưa? Được đúng không? Bây giờ đọc từ đầu này. Viết quãng đường AC dài 180 km. Nghĩa là gì? Tổng cái này 180 km. Được chưa? Gồm đoạn đường nhựa này và đường đá này. Biết thời gian đi trên đường nhựa là 2 giờ 15 phút. Ồ, vậy thì đây là gì? 2 giờ 15 phút. Đường nhựa chính là AB. Còn thời gian đi trên đường đá BC là 1 giờ 30 phút. Và vì ở đây là gì? Các bạn chú ý giúp cô này. Km trên giờ đúng không? Vậy các bạn đổi hết cho cô về đơn vị là giờ này. Được chưa? Không quan tâm lắm. Mà thôi đổi luôn đi. Đây. 2 giờ cộng với 15 trên 60. Được chưa? Bằng 9/4. Tiếp tục ở đây là gì? 1 cộng 30 trên 60 bằng 3/2. Vậy quãng đường ở đây là gì? Vận tốc nhân thời gian, tức là gì? 9/4 x 3/2 y. Tương tự vừa nãy thôi. Viết hai cột, đúng chưa? Muốn tìm cột còn lại mình làm nào? Dựa vào công thức. Nhớ chưa? Đấy. Bài này em làm được rồi. Rồi ok, nhựa là 60 còn đá là 30. Vậy giống Hoàng Sinh làm giống Tú Dương Văn ra đáp án giống Tú Dương Văn rồi đúng không? Có khả năng các bạn đang đúng rồi đúng không? Nào, vậy mình sẽ dựa vào cột cuối cùng này để gì? Tìm ra đáp án, tìm ra phương trình. Yeah. Vậy suy ra là gì? Ô, AB và BC tổng là 180. Vậy suy ra phương trình luôn. AB cộng với BC sẽ bằng AC. Được chưa? Ô, hai nhận một phương trình. Giải được chưa? Thùy Linh, ok cô, giải được rồi đúng không? Ngọ Thanh Trà rồi ạ. Phương trình nữa ở đâu ra đây? Câu cuối cùng. Vận tốc cô đi trên đoạn đường nhựa lớn hơn đường đá là 30 km/h. Vậy đường nhựa ở đây là AB, ghi mở ngoặc nhựa nhá. Còn đường đá ở đây là BC. Nhựa lớn hơn đá, đúng chưa? Vậy x sẽ trừ đi y, ra sự chênh lệch là 30. Rồi. Ok, một cái là 60, một cái là 30. Các bạn có vẻ ra đáp án đúng rồi đúng không? Vậy cô ấn hệ nhá. À, biết ấn hệ rồi đấy. 9/4 nè. Có bạn nào có câu hỏi gì trong quá trình cô ấn hệ có thể hỏi luôn nhá. 3/2 này. 180 này. Hệ số đây là 1 trừ 1 và 30. Vậy đáp án ở đây là x bằng 60 và y của cô bằng 30 nhá. Rồi Kim Dung, 60 và 30 chính xác. 60 và 30 rồi. Em muốn hỏi là cô có yêu em không? Em có yêu cô không? Linh Chi, Tuấn Nguyễn, 60 và 30 chính xác rồi. Bài dễ hơn đúng không? Không phải đâu, quen hơn thôi. Nghĩa là mình làm nhiều về quãng đường này rồi thì mình đang quen về này rồi nhá. Thì các bạn hãy duy trì cái về vấn đề giải bài toán này. Nếu trong đề của tỉnh có, đúng chưa? Các bạn hãy duy trì giải nhá. Ok. Trần muốn nghỉ học. Vậy là đã giúp được một bạn đang muốn nghỉ học đúng không? Đấy, hiểu thêm, có thể yêu thêm một chút xíu về môn toán nhỉ. Tại sao là 9/4 cộng với 3/2 à cô? Đây, 9/4 x, bạn nào nhỉ? Park Ji-hun. 9/4 x và 3/2 y, đúng chưa? 9/4 x là gì? Là quãng đường AB. Còn 3/2 y là quãng đường BC, đúng chưa? Mà tổng quãng đường này là AC. AB cộng BC chính bằng AC. Và quãng đường AC là 180. Đây, hiểu chưa? Cô muốn về nhà với em không?
Cô đang ở nhà nè. Rồi, có vẻ như ổn ổn rồi đúng không? Sang câu tiếp theo nhá. Đây. Ví dụ tiếp theo vẫn là về gì? Chuyển động. Chuyển động. Bây giờ chúng ta xong cô rồi, xong cô Nguyễn Huế rồi. Sang Mợ Thúy nào. Sang Mợ Thúy nhá. Mợ Thúy đi từ nhà đến trường trong thời gian đã định. Rồi. Nếu Mợ Thúy tăng vận tốc thêm 10 km/h. À từ từ. Dạ toàn chuyển động đúng không? Mình cần đại lượng là gì? Vận tốc, thời gian và quãng đường. Đấy, được chưa? Thì bây giờ sẽ sửa cái này thành xem cái này thành gì nhỉ? Dự định hoặc thực tế hay là cái gì nhá? Bài này giống dạng sách giáo khoa nè. Trăm bao nhiêu nè. Thật ra dạng thì ok, giống. Mợ Thúy đi từ nhà đến trường trong thời gian đã định, được chưa? Nếu Mợ Thúy tăng vận tốc thêm 10 km/h thì đến trường sớm hơn 1 giờ. Còn nếu, nghĩa là có hai cái giả sử xảy ra đúng không? Giảm vận tốc đi 15 thì đến trường muộn hơn 4 giờ. Tính vận tốc và thời gian dự định đi. Đấy, dự định đi nhá, thấy chưa? Và độ dài quãng đường từ nhà đến trường. Toàn nhân vật nổi tiếng đúng không? Đấy, hotline là đúng rồi nhỉ. Đâu rồi, tiếp nào. Vậy mình sẽ có gì? Dự định. Nhưng thực tế của mình chỉ là gì? Hai cái nếu của cô Thúy. Đang nghĩ rồi, được chưa? Hai cái nếu của cô Thúy rồi. Thì là nếu thứ nhất. Và thêm giúp cô một cột nữa là nếu số 2. Được chưa? Cái bảng này chỉ là gì? Cố định nó tạm tạm thế thôi. Thực chất thì bảng mình có thể thay đổi nhỉ? Phù hợp hơn. Vậy dự định. Người ta bảo vận tốc và thời gian dự định, đúng chưa? Thì mình gọi vận tốc dự định là x và thời gian dự định là y. Thế mình có ra được quãng đường dự định không? Là x nhân y. Ok, được chưa? Rồi nha. Tiếp này. Hai cái nếu. Xem cái nếu thứ nhất nào. Nếu Mợ Thúy tăng vận tốc thêm 10 km/h. Ồ, dự định đi x tăng thêm 10 nghĩa là gì? Cộng vào 10, đúng chưa? X cộng 10 thì đến trường làm sao? Sớm hơn dự định 1 giờ. Sớm hơn tức là gì? Ví dụ cô định đến trường vào lúc 8 giờ nhưng mà cô đến sớm hơn 1 giờ, đúng chưa? Cô Thúy đến sớm hơn 1 giờ tức là cô Thúy sang đến vào lúc mấy giờ? 7 giờ. Vậy là y trừ 1, được chưa? Vậy quãng đường áp dụng công thức là gì? X cộng 10 nhân y trừ 1. Vận tốc nhân thời gian, được chưa nào? Tiếp tục nhá. Chưa hình dung ra thì xem tiếp nếu thứ hai này. Nếu thứ hai là gì? Mợ Thúy giảm vận tốc đi 15. Vậy là x trừ 15. Được chưa? Thì đến trường muộn hơn dự định 4 tiếng. Được chưa? 4 giờ. Vậy là y cộng 4. Dự định đến vào lúc 8 giờ nhưng mà đến muộn 4 giờ, đúng chưa? Thì phải đến vào lúc bao nhiêu giờ? 12 giờ. Đấy. Nên mình đã tính được gì? Quãng đường chưa? 15 y cộng 4, được chưa nào? Vận tốc nhân thời gian. Đấy. Hình như cô Thúy đi ô tô hay sao ý nên đi nhanh là đúng. Thế vậy là cô Thúy đi vận tốc bao nhiêu đấy? Hình như V đây bảo Phúc V30 T4S120. Thế là cô Thúy đi vận tốc 30 đúng không? Ô tô mà đi vận tốc 30 à? Hơi bò nhỉ. Không sao nhưng mà vẫn đi được. Ở hệ phương trình là gì? Xem nhá. Tại sao lại gọi thời gian dự định ạ? Có được gọi vận tốc hay độ dài quãng đường được không ạ? Tại sao lại gọi? Nghĩa là ở đây người ta đang hỏi gì? Tính vận tốc, thời gian dự định và độ dài quãng đường đúng không? Ý bạn hỏi là gì? Ở đây cô đang gọi là vận tốc và thời gian.
cô tính theo công thức và tính quãng đường. Có thể gọi vận tốc quãng đường tính theo thời gian, hoặc hai cái này phải tính ra vận tốc. Được, hoàn toàn được. Nhưng ở đây cô đang muốn gì? Tại sao cô lại gọi như thế? Bởi vì là gì? Quãng đường thì bằng vận tốc nhân thời gian, nó sẽ ra là x nhân y luôn. Còn nếu mà trong cô gọi vận tốc và quãng đường và áp dụng công thức thức tính thời gian, thì có phải là cô sẽ có phân số không? Phân số thì rất là cồng kềnh, giải thì phải quy đồng mẫu, được chưa? Mẫu thức chung rất nhiều thứ, nên là cô muốn tối giản cho các bạn một chút xíu ở phần này. V bằng 30, T bằng 4. Ồ, sao các bạn lại ra là V bằng 30 và V bằng 60 nhá? Được chưa? Hoàn toàn được, các bạn có thể, các bạn khác không thích đúng không? Lôi giấy nháp ra, gọi ngược lại giúp cô, xem có ra đúng phương trình và kết quả đúng không nhá. Mình cùng giải này. Vậy suy ra phương trình ở đây là gì? Quãng đường cô Thúy đi, dù là dự định hay là giả sử nếu 1, nếu 2 trong thực tế tăng giảm vận tốc, thì quãng đường của cô Thúy vẫn như nhau, được chưa? Vẫn như nhau, vậy nên các quãng đường bằng nhau. Thì ở đây cô sẽ cho là nếu 1 này, được chưa? Là x cộng 10 nhân y trừ 1 sẽ bằng dự định là xy. Tiếp tục, nếu 2 sẽ cũng bằng xy là bằng dự định. Phương trình xong chưa? Lấy, đi chị. Mang đến cho cô nào. Thôi, không thả thính nữa. Hôm trước có bạn nào nhỉ? Bạn gì con trai cơ, thả thính yêu quá. Tí nữa cô Thúy like ạ? Cô không. Hôm nay chủ nhật có mình cô like nhé. Nên là các bạn đang theo dõi ví dụ 3 và tiếp nữa là ví dụ số 4. Đặt như cô thì sẽ dễ hơn phần giải phương trình và giải hệ. Vậy cô giải giúp này, sẽ có ra đúng 60 không nhá? 30 và 120 à? Tiếp này. Vậy nhân vào thôi. X nhân y trừ x cộng 10y trừ 10 bằng xy. Nhân đa thức với đa thức nào? X nhân y x nhân cộng 4 cộng 4x trừ 15 nhân y trừ 15y trừ 15 nhân 4 thành âm bao nhiêu nhỉ? 0 này, 60 bằng xy này, được chưa? Xy này với xy này mất, đây với đây cũng mất, được chưa? Bởi vì cùng dấu mà hai vế khác nhau. Em lại cho hai cái nếu bằng nhau mới chết. Không, ba cái này cùng bằng mà. Được. Hai cái nếu này bằng nhau và hai cái này bằng nhau và hai cái này bằng nhau được. Nhá, hoàn toàn được. Ba cái này cùng bằng nhau. Tiếp nào. Thằng Linh, bài khó lắm à? Các bài khó thì các bạn hoàn toàn có thể gì? Đăng vào trong 2K5 toàn lý hóa văn Anh nhá, được chưa? Hoặc hỏi trực tiếp cô cũng được. Nhưng mà thường một cô và cô Thúy thì cũng trả lời. Nhưng mà sẽ dạo này nó sẽ hơi bận một chút xíu, được chưa? Bởi vì còn đang không like được. Cái gì đây? Đang nghe cô giảng mà mạng lag quá, không xem được tí nào hết. Buồn thế. Cô đang xem máy tính này vẫn được. Chịu khó thêm bảo bố mẹ cho thêm ít wifi nhé. Trong thời kỳ dịch này là con chỉ cần wifi để học thôi. Đúng giờ vào học, cho bố mẹ xem lịch luôn. Cô có lịch đúng không? Cho bố mẹ xem lịch hoàn toàn có thể. Tiếp nào. Vậy ở đây cô sẽ còn gì? Trừ x cộng 10y sẽ bằng 10, chuyển vế đổi dấu. 4x trừ 15y sẽ bằng 60. Được chưa? Hệ hai phương trình hai ẩn. Nhiều bạn bị thoát ra lắm. Giải nào đây? Ấn máy nhá. Có thể sử dụng phương pháp gì? Cộng hoặc thế. Nhưng mà thường thì cô sẽ sử dụng cộng hơn nhá. Nhưng mà thôi tùy, ra là được, không có chắc. Nhưng mà vẫn thiên nhanh hơn một tí. Trừ 1 này, 10 này, 10 này, 4, âm 15 và 60.
Và kết quả của cô x ra 30 và y ra 4. Các bạn chú ý một chút này. Tại sao ở đây cô lại không để là gì? Trừ x cộng 10y trừ 10 bằng 0. Và sau đó ấn ở đây là trừ 10. Được chưa? Điều này là không đúng nhá. Bởi vì hệ này ghi là ax cộng by bằng c và a'x cộng b'y bằng c'. Được chưa? Ấn máy tính thì cũng phải nhìn cái hệ nhá. Khi mà giải ra, đầu tiên thì cô thường hay hướng dẫn các bạn là cách lập bảng đúng không? Và giải ra phương trình. Sau khi giải ra phương trình, đừng vội làm gì, viết luôn, mà hãy tìm xem là mình có ra đáp án chính xác hay không đã nhá. Thì ở đây cô ra là gì? X bằng 30 mà x tương ứng với gì? Vận tốc, được chưa nào? Vậy suy ra vận tốc của cô Thúy đi là 30 km/h. Và y ở đây là thời gian đi của cô là bao nhiêu? 4 giờ. Và quãng đường ở đây được áp dụng theo công thức gì? Vận tốc nhân thời gian, x nhân y. 30 × 40, vậy là 120 km. Nhiều phết đấy, 120 cây liền. Lắc quá à. Đợi bài này bạn, đợi các bạn một chút xíu. Cô thấy các bạn cứ ao ra ao vào là cô nhìn cô biết bị lắc sao ấy. Đỡ hơn chưa? Có bạn nào không lắc không? Nhiều bạn lắc ấy, bởi vì máy cô đang lắc. Máy tính ấy. Đỡ hơn rồi này, được rồi. Bạn nào đang ở xem chung có thể vào luôn nhá. Cô đang thấy mấy bạn xem chung đây này. Hình như xem chung có xem chung đang vào luôn này. Em không lát tí nào luôn. Ngọc Ánh đây, hỏi vì kíp xem bạn có gì nhá. Đây này. Đấy, thấy chưa, mấy bạn này này là sang dùng mạng gì đây. Ổn áp phết đấy. Được chưa? Kết luận là vận tốc 30, thời gian 4 tiếng và quãng đường ở đây là 120 km. Các bạn đang làm đúng rồi nhá, chính xác rồi. Bài này có vẻ thành thạo rồi đấy. Tiếp nhá, lật này. Lập hệ phương trình. Đây, hệ phương trình thì chỉ đơn giản là ba quãng đường như nhau. Bởi vì cô Thúy đều đang giả định và quãng đường của mình luôn không thay đổi. Được chưa? Nếu không nói gì ở đây chỉ là quãng đường không thay đổi nhá. Trong bài toán này không hề nói gì. Nhưng nếu người ta có giả sử là bây giờ tao đi, đang đi với vận tốc gì? Đi từ A đến B với một quãng đường như này, nhưng mà lúc trở về lại đi tắt nhanh hơn chẳng hạn. Được chưa? Thì lúc đấy quãng đường mới thay đổi. Ok chưa? Đây, vận tốc 30, thời gian 4 và quãng đường là 20. Còn phương trình, hệ phương trình làm như thế nào thì là cho ba cái quãng đường bằng nhau nhá. Ồ, vậy các bạn share về tường giúp cô này. Bạn nào đang lag quá thì có thể share về tường nhá. Nhiều bạn đang share về tường để có thể xem lại nhá. Được. Được chưa? Thì bây giờ cô sang ví dụ cuối cùng luôn này. Ví dụ số 4. Cô Hà trộn. Bây giờ đến cô Hà nhá. Cô Hà dạy hóa nhá chưa? Đấy. Ví dụ số 4 này. Giờ cô Hà mới căng này, em không lọt được bảng luôn. Thế là hỏi cô Hà là tại sao căng ấy nhỉ? Hóa đấy. Không, cô chỉ đơn giản là trộn chất lỏng vào thôi, chứ chưa có gì. Cô chưa có phản ứng xảy ra nhỉ? Chưa có phản ứng. Đấy. Bạn nào đọc bài này mà hoang mang quá thì thôi, ao ra cũng được. Còn trong quá trình gì? Trong quá trình cô giảng mà bị ao em mất thì thôi, ở hôm sau xem lại nhá. Đành vậy thôi, chứ bây giờ là như lag, nhiều bạn bị lag lắm. Tối mà mọi người sử dụng mạng khá nhiều nên cái trường hợp lag không tránh khỏi.
cái gì nhỉ? Đều cô Hà có 3 dòng thôi mà chất lượng lắm. Cô Hà trộn 4kg chất lỏng loại 1 với 3kg, nghe nhá, với 3kg chất lỏng loại 2 thì được một hỗn hợp riêng với khối lượng là 700, khối lượng riêng là 700kg trên mét khối. Cho biết khối lượng riêng của chất lỏng loại 1 lớn hơn khối lượng riêng của chất lỏng loại 2 là 200kg trên mét khối. Tính khối lượng riêng của mỗi chất. Đây, bài này nha. Vậy ở đây là gì? Loại 1, loại 2 và gì? Hỗn hợp sau khi trộn rồi đấy. Hỗn hợp sau khi trộn thì các bạn chú ý ở đây này. Khối lượng chất lỏng, được chưa? Và khối lượng riêng. Chú ý công thức giúp cô nào. Khối lượng riêng ở đây là D sẽ bằng M trên V, được chưa? Trong đó D ở đây là khối lượng riêng này. Khối lượng riêng. Đơn vị là gì? Kg trên mét khối đây. M ở đây là gì? Khối lượng. Và V của cô là thể tích. Được chưa? Nhớ lại công thức chưa? Đề hợp lý hơn gì nữa, cô tìm đề đấy. Phải tìm xong mà sửa đề đấy. Bà Đức, đây đúng rồi, nó không hề nhắc đến cái vấn đề đấy. Nên là các bạn hoàn toàn coi nó không xảy ra nha. Được chưa? Tiếp tục này. Hỏi gì? Tính khối lượng riêng của mỗi chất, đúng chưa? Vậy đặt khối lượng riêng của mỗi chất là mận. Ví dụ, đây. Khối lượng riêng là mận. Ở đây là gì? Khối lượng riêng của loại 1 là x. Khối lượng riêng của loại 2 là y. Được chưa? Đấy. Vậy bây giờ lại nhớ đến bài gì? Nhìn bài này là viết gì? Loại 1, loại 2, người 1, người 2 hoặc là vòi 1, vòi 2, hỗn hợp mà. Thì sẽ nhớ đến gì? Bài toán trung riêng, được chưa? Nhưng mà một phần thôi, nó là hỗn hợp nhiều bài lắm. Tiếp này. Thì được một hỗn hợp khối lượng riêng là bao nhiêu đây? 700, không biết đơn vị nhá. Được chưa nào? Vậy bây giờ các bạn nhớ đến là gì? Ví dụ là bài bể nước thì vòi 1 chảy một mình đây. Được chưa? Thì trong 1 giờ chảy được bao nhiêu, đúng không? Tương tự bài đấy nhá. Cô sẽ cho là gì? 1kg thì được bao nhiêu lít, thể tích bao nhiêu, được chưa? Là 1 phần x, 1 phần y và 1 phần 700. Được chưa nào? Đấy, tương tự. Nhưng mà thực tế là gì? Thực tế ở đây này. Loại 1 bao nhiêu cân? 4kg, đúng chưa? 1kg thì là 1 trên x. Vậy 4kg là 4 trên x. Tiếp tục. 1kg là 1 trên y. Vậy 3kg thì là 3 trên y. Và ở đây là mấy kg? Có không? Loại 1 trộn 4, loại 2 trộn 3. Vậy hỗn hợp là bao nhiêu? 7. Được chưa? Ok chưa? Phải tính tổng cân nữa nhá, chứ không bộc bỏ cái đấy đâu. Không phải là 1 phần 7 đâu. Được chưa nào? Xong cái bảng. Tiếp đến này, suy ra phương chế hệ phương trình là đây là gì? Tương tự thôi. Tương tự với bài toán trung riêng. 4 trên x cộng 3 trên y sẽ bằng 7 phần 700. Được chưa nào? Và ở đây mình còn cái dữ kiện nào? Cho biết khối lượng riêng của chất lỏng loại 1 lớn hơn của loại 2 là 200. Được chưa? Loại 1 là x, loại 2 là y. 1 lớn hơn y, vậy là x trừ y bằng 200. Hệ hai phương trình hai ẩn giải được không? Phan Hằng không xem được, Uy Dung cũng không xem được à? Sao vậy? Rồi xong à? Rồi xong nghi sẽ bị lag ấy. Rồi Hiệp ok, ok đúng rồi. Hiệp ok. Được rồi Hiệp ạ.
4 trên x cộng 3 trên y bằng 7/700. Được chưa? Các bạn có thể quên cái phần 7/700 đấy thôi, bởi vì là gì? Dễ bê cái này xuống lắm, 1/700 lắm. Quên mất là tổng 4 cân và 3 cân nhá. Thấy chưa? Vậy bây giờ cô sẽ giải hệ phương trình này này. Trong thời gian cô giải này, bạn nào chưa hiểu có thể comment xuống nhá. Hơi khó một tí đấy. X sẽ bằng gì? Chuyển vế đổi dấu. Ở đây sẽ giữ phương pháp thế, được chưa? Thế vào đây. Vứt cái đống này vào đây. Nhá. Vậy là 4 trên x giữ nguyên này. Cộng với, xin lỗi, x thì thay bằng gì? 200 cộng y. 200 cộng y. Được chưa? Cộng với 3 phần y bằng 7/700. Được chưa nào? Tương đương với gì? Y nhân 200 cộng y chung. Tử là 4y cộng 3 nhân 200 cộng y sẽ bằng 1/100 thôi nhá. Thu gọn 7 này. Em vào chục lần mới vượt vài phút. Ui buồn thế. Nên mà các bạn Tú Dương Văn 100 và 300. Ờ, để xem nào. 4y này cộng với bao nhiêu? 3 nhân 200 thì là 600. 3y trên y nhân 200 cộng y bằng 1/100 nhá. Cô thu gọn chỗ này này. 4 cộng 3 là 7y cộng với 600 trên y nhân 200 cộng y bằng 1/100 này. Vậy ở đây sẽ tiến hành gì? Nhân chéo. Được chưa? Sẽ là 7y cộng 600 nhân với 100 bằng y nhân với 200 cộng y nhân 1 bỏ qua nhá. Tương đương với gì? 7y nhân 100 là 700y này. Cộng với 600 nhân 100 là 60. Đủ xuống số 0 đúng không? Y nhân 200, 200y cộng với y bình. Được chưa? Y bình chuyển sang đây là trừ y bình, chuyển vế đổi dấu. 700y trừ 200y cộng 500y cộng với 60.000 bằng 0. Được chưa? Tương đương với gì? Y bình trừ 500y trừ 60.000 bằng 0. Xoay tròn được mỗi bình luận. Đấy, chả hiểu sao, đúng không? Bây giờ cô ấn máy luôn cho nhanh nhá. Giống bài vừa nãy thôi, các bạn tách giúp cô. Tổng ở đây là âm 500. Còn tích ở đây là 1 nhân âm 60.000 là âm 60.000, được chưa? 1 này, âm 500 này, âm 60.000 này, đủ 4 số 0 đúng không? Vậy cô ra y ở đây là bao nhiêu? 600 hoặc y là âm 100. Vậy cái âm 100 này làm sao? Loạn. Cô lấy y bằng 600 đúng chưa? Được chưa? Y bằng 600, vậy x bằng bao nhiêu? 200 cộng với 600. Vậy suy ra x bằng 800. Được chưa? Vậy khối lượng riêng của mỗi chất là gì? X loại 1 là 800 và loại 2 là 600. Có ai xem được không? Lát không, lát không? Đây nhá, cô chiếu lại một lần nữa này. Hệ phương trình này, nhiều bạn bị lát lắm. Cô chỉnh lại đi, cô chỉnh gì em? Hiệp ơi, chỉnh gì đấy? Mạng á, nhiều bạn xem được mà. Có bạn lại không xem được. Ổn chứ? Cô đang mở máy tính xem được nhá. Vô vang vang trong máy cô.
Được chưa? Hôm nay mạng di động nó cũng được uống thuốc. Em không? Em nhỏ. Rồi, ok. Vậy đây nhá, cô Hà cô trộn loại 1 là bao nhiêu? 800. Và loại 2 của cô là 600, nhớ chưa? Đấy, đây là bảng và hệ phương trình nhá. Rồi. Đây là 4 ví dụ về tổng môn nhá. Thật ra 4 ví dụ này cũng được phủ được một phần nào đó rồi. Ví dụ 1 của cô là bài toán về gì? Năng suất nhá. Bài 1 khá là ấy đấy nhưng mà vẫn dễ hơn bài cuối. Ví dụ 2 và 3 thì để các bạn khởi động một chút. Được chưa? Là bài toán về chuyển động. Bạn nào mà đang chưa nắm rõ chuyển động cần ôn tập thêm nhá, được chưa? Ôn tập thêm một chút nữa. Chứ dạng toán đấy là dạng toán điển hình. Chuyển động, năng suất và trung riêng. Dạng 3 của cô vẫn là dạng chuyển động này, được chưa? Và đến dạng 4 là dạng về trung riêng. Nhưng mà trung riêng ở đây có chút xíu đặc biệt là về công thức. Có áp dụng công thức D khối lượng riêng bằng M trên V, được chưa? Bằng khối lượng trên thể tích, được chưa? Còn bạn nào mà đang không xem được thì sẽ share về tường giúp cô nhớ chưa? Có câu hỏi gì có thể comment phía dưới nha. Nhớ lịch live nhá. Lịch live là các buổi của cô thôi, là các buổi chẵn. Thật ra thì live page thì sẽ thấy được lịch live nhá. Chị Tình sẽ tổng hợp cho các bạn sau, được chưa nào? Thùy Linh dạng xếp ghế à? Ừ, thế thì cô lấy thêm vài bài nữa đi cùng đã. Rồi, chào các bạn nhá. Hẹn ngày mai gặp lúc 20 giờ, được chưa?